anh chị em. Hôm nay Chủ nhật 27 thường niên, và hôm nay hội cho phép chúng ta mừng trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi. Chúng ta có thể nhận lãnh được những hồng ân mà Thiên Chúa muốn bảo tặng. Vì thế chúng con lại xin chưa những ân thanh thần chưa thanh hoa những của lễ này, để sẽ nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.